Chào anh em, thì mô hình nuôi cua mật độ cao á, hiện tại thì không còn quá xa lạ so với nhiều anh em mới vào ngành nuôi nữa. Nhưng mà cái quy mô để mà anh em nuôi vừa thí điểm mà vẫn có cái lợi nhuận trong cái quá trình nuôi á, thì mô hình hiện tại mình đang sử dụng á, là mô hình khoảng 6 bể, nuôi được tầm 300 con. Chi phí đầu tư ban đầu á, thì nó rẻ hơn so với những mô hình khác nhiều. Chi phí lắp đặt để mà nuôi đủ 300 con này thì cái hệ thống của anh em gói gọn trong 50 triệu. Chi phí con giống nó tầm khoảng 20 triệu. Do anh em nuôi ở đây là nuôi cua gạch thì cái giá đầu vào của nó hơi cao. Hiện tại thì mình mua cái giá đầu vào của cua gạch 40% nó tầm khoảng 200 ngàn một ký. Đây, những cái con cua gạch này thì mình mua về thì mình nuôi tầm 10 đến 15 ngày nó đã lên đầy gạch rồi nha anh em. Còn lợi nhuận thì còn tùy thuộc vào cái kỹ thuật của anh em. Ở bên mình hiện tại thì tỷ lệ nuôi đạt tầm khoảng trên 90%. Lợi nhuận cho cái mô hình này thì nó tầm khoảng 15 triệu cho tới 20 triệu. Riêng những dịp cần Tết thì có thể cao hơn. Anh em nào có kinh nghiệm trong nuôi cua thì có thể làm thử.